Dạ chị Ngân đây. Dạ. Dạ ban nghi lễ chú Kim Quân ơi. Sư cô ban nghi lễ câu xong qua đây. Trong ngày lễ an vị hôm nay, chúng ta cùng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát nghe niệm lớn lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.